Ở đây pháp không quên mất tánh luôn luôn xả dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây dự lưu hướng, dự lưu quả cho đến Đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử hỏi thiện hiện, do nhân duyên gì mà trong giáo pháp thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến pháp tương ưng với ba thừa, dùng vô sở đắc làm phương tiện? Do nhân duyên gì mà trong giáo pháp thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến đạo Bồ Tát nhiếp thọ các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm cho đến phát tâm lần thứ 10 dùng vô sở đắc làm phương tiện? Do nhân duyên gì mà trong giáo pháp thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến việc nhiếp thọ thần thông thù thắng của các đại Bồ Tát, cho đến chứng đắc tất cả biện tài khéo léo đệ nhất thế gian? Thiện hiện đáp: Xá lợi tử, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên đối với trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến pháp tương ứng với ba thừa, đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên đối với trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến đạo Bồ Tát nhiếp thọ các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm cho đến phát tâm lần thứ 10, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên đối với trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến các việc nhiếp thọ thần thông thù thắng của các đại Bồ Tát, cho đến tất cả biện tài khéo đệ nhất thế gian, đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không, xét đến tận cùng rốt ráo cứu cánh cũng bất khả đắc. Thế quyển thứ 499.